Lan khoe là rất nổi tiếng với bên nhau. Sau khi bước ra từ Spice Việt Nam 2016 với cương vị huấn luyện viên, Cảm Hương và Lan khoe được dư luận cho rằng không đợi trời chung. Tuy nhiên, hai người đẹp đều thể hiện thái độ thân thiện với nhau trước truyền thông, nhưng dường như hai gương mặt này vẫn đem lại cảm giác là kỳ phùng lịch thủ khó xóa bỏ. Tại buổi chụp hình trước sau diễn thu đông 2016 của nhà thiết kế Trung Thanh Phong, Cảm Hương và Lan Khuê cùng xuất hiện với vai trò nổi bật. Hai người đẹp cùng với người mẫu Minh Tú sẽ thể hiện hình ảnh quảng bá cho sau diễn. Nếu Minh Tú đã nhiệm vị trí chỉ đạo catwalk cho sau lần này thì Cảm Hương, Lan Khuê cũng sẽ có mặt trong buổi trình diễn tới. Cảm Hương và Lan Khuê chụp ảnh thời trang cùng nhau, hai người sẽ tiếp tục hội ngộ trong một đêm sự kiện thời trang lớn. Hai người đẹp cùng với nhà thiết kế và ekip thực hiện hình ảnh đã có những giờ phút làm việc vui vẻ. Lan Khuê ngày càng gợi cảm và cá tính phải không các bạn? Cảm Hương thì cũng có được những thành công lớn về danh tiếng trong năm vừa qua, luôn được coi là kỳ phùng địch thủ với nhau. Nhưng Lan Khuê và Cảm Hương vẫn có nhiều lần cộng tác trong công việc. Đây là những sắc ảnh gợi cảm thu hút sắp được ra mắt của Lan Khuê và Cảm Hương và Minh Tú. Try, but you never do, sugar.